đất ơi. Biết gì tôi nghe lời má tôi. Tôi ở dưới quê luôn chứ rồi. Tôi lấy người ta luôn chứ rồi. Tôi lên đây chi cho khổ vậy trời ơi. Tôi nói nghe nè, đến đi. Không. Con bé đó, nó xinh xinh, nó dễ thương. Không phải, nó như là em út vậy thôi, tôi ghẹo nó. Em út mắc gì tự nhiên cái dây em mua cho anh, cái anh cho anh ta, anh kêu em út. Tôi không thích cái dây đó mà. Anh biết nhiêu tiền không? Không chịu nói đâu, có biết nó giá trị cỡ nào đâu, rồi cũng lấy lại rồi với bộ. Thôi nín đi, quan sát người ta. Mua cho đem cho người khác à. Khóc nguyên một ngày hôm qua, trời đất ơi, cái gì khổ đâu quá mà. Rồi. Thôi nín đi, rồi giờ sao mới chịu nín. Kệ tôi đi, tôi khóc cho tôi khô nước, tôi chết luôn đi. Ơi thôi. Quán người ta buôn bán rồi. Nở lòng nào tính toán dữ vậy? Rồi bỏ nó luôn hả? Thì mệt quá. Thì đâu có yêu đâu mà phải bỏ thôi. Không, đừng có bỏ, nó cũng là giọt máu của mình mà. Mà ba cũng được không? Nhưng mà bây giờ chưa có được. Con khổ quá. Nỡ lòng nào mà bỏ nó. Tình cảm của tôi mình mà. Thắm. Thắm ơi, con bình tĩnh, con nói cho cô chú nghe có chuyện gì với con. Cô chú giải quyết giùm con đi, phân xử giùm con đi. Con lỡ. Mày ra đây biểu mày. Gì không Lan? Ba anh em chơi với nhau mà mày làm chuyện thắm. Ba anh em làm ăn chung, mày ăn luôn con anh Út hả? Không quá có. Mất dạy rồi. Không có, không phải. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Hai đàn ông không có trách nhiệm chứ. Cùng nói cho chú Lan đi con. Giết thằng này mới được. Phải có trách nhiệm chứ. Nghe chưa? Trời ơi. Khổ quá. Trời ơi. Nè, con kêu chú tập kịch với con. Sao con nói vậy ta bậy bạ vậy? Thôi đi. Trời ơi, tao bắt con tập cái kịch vô đó, tôi viết thoại đó nè. Bắt con học nãy giờ, tôi không biết đâu mà. Tập cái gì? Nói gì chứ có biết đâu. Chú kỳ ghê vậy, con đang nói là tập với con để coi hai người này con biết hay không mà chưa gì hết, chú khai rồi. Tập với con chú bị quýnh gì sưng hỏ rồi, tập cái gì nữa mà tập. Con dẹp đi. Cái gì ông Trùm vậy? Là sao không hiểu? Ba. Hai người này tập cái gì mà bây giờ con Thắm có bầu? Kể cho nghe chuyện này nó. Trời ơi, có bầu mà nó vui dễ sợ không? Trời ơi, có bầu mà nó vui dễ sợ không? Với chú Lâm mới tập kịch chung nhau mà ra đâu mà hả, cô Điệp với là chú Lan có tinh sái cổ luôn. Yeah, vậy là đơn này sưng mỏ luôn anh. Học được bao nhiêu mà bên đây mặc đồ của ai vậy? Của em á. Mặc đồ như bà già vậy? Đấy, của cô Điệp á. Tại vì biết sao không, con chuẩn bị thi tiểu phẩm nên giờ phải tập trước nè. Lấy đồ của cô Điệp nè, dễ thương ghê. Nó bắt tôi diễn anh nè. Dài của con á là bị hả chú Lâm chơi qua đường xong rồi có bầu mà chú Lâm nỡ lòng bỏ đứa con của con. Vô xin thầy cô đóng mấy cái dài bình thường được không? Đóng mấy cái dài nó có huồn á. Dài nó mới bi kịch, người ta mới thương chứ. À, là mấy bữa nói mượn đồ cô là để đi thi kịch đó hả? Đúng rồi, cô chú thấy con nhập tâm không? Nhập tâm gì, cái đó là đóng kịch thôi. Còn ngoài đời là chú Lâm mày là hôm bữa đã có một cuộc tình duyên rồi. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối rồi, nhớ chưa? Thôi đừng có nhắc nữa. Bực bội vậy, nhắc tới là ru khóc nữa. Kể nghe coi cảm xúc hôm đó làm sao vậy chú Vinh? Kìa, yeah, mới nhắc. Ủa ha. Chào chị. Không phải, cho tôi giao lưu chút xíu. Giao lưu gì? Hôm bữa là anh có đùa vui với em. Tại vì thật sự ra là anh thấy em giống một cái đứa cháu dưới quê.
à, giỡn giỡn đồ này nọ thôi. Tại vì hai chú cháu ngày xưa cũng hay giỡn vậy. Thôi, chú cháu này mà thấy con gái đẹp người ta tặng quà luôn mà chú cháu. Chết nó rồi. À, em cũng xin lỗi là em lỡ gây ra hiểu lầm cho chị với lại anh. Em cũng vô tình thôi, tại em thấy cái món đồ của anh quý quá, em cũng thích nên em mới. Nhưng gái lứa gì là... đâu mà dễ dãi. Nhà ai gái cho... với nhà trai, mỗi người ngồi một bên đi. Ngồi. Gái gì đâu mà ai cho gì cũng lấy hết trơn. Trong là hôm bữa cũng giải thích rồi, bữa nay quay lại giải thích nữa. Giải thích một lần là hiểu rồi, đâu cần phải tới đây chi nữa. Cho chị ly cam pha với chanh với mật ong nha. Cam pha chanh pha mật ong, chứ người ta không có uống nước ngọt. Cho em hỏi là em nghe nói là quán của mình sắp dọn đi chỗ khác làm đúng không anh? Ủa ai nói? Ai nói? Ai nói vậy? Ai nói? Ai nói kỳ cục vậy? Ở đây là tôi trả tiền tiền nhà là một năm rồi. Ủa đâu? Cô chủ nhà đăng lên mạng á là nói là quán của mình sắp dọn. Cái tin nó cũ rồi. Đâu có. Cô nói là nếu như mà em thuê chỗ này nè, cô chỉ để lại cho em 20 triệu thôi, một tháng. Ủa là sao? Là chị... Ủa mà cái bà chủ nhà kỳ cục vậy? Là chị tới đây để mà thuê lại mặt bằng này. Dạ hả? Đúng rồi. Ủa bữa con gái con bà chủ nhà qua là đồng ý cái giá 15 triệu và đã đóng tiền... Một năm tôi đưa chứ ai? Con cũng thấy nè. Bây giờ bà cho thuê lại 20 triệu một tháng. Ủa là sao? Hợp đồng đâu? Lấy hợp đồng đó nói chuyện. Bà đền hợp đồng cho mình cái một cái gì? Đền có mấy tháng hợp đồng thôi là xong rồi. Thôi bây giờ mình là không, sao đâu. Không có tiền. Mà con bé này nhìn là dạng con nhà có tiền đó. Uống đi. Để con hỏi cho. Nó mà nó mướn là mình chết á, mình không có chỗ dung thân. Ai? Sao muốn hỏi gì? Chú hỏi cho. Hỏi hỏi chị đó coi đến từ đâu thì tên gì vậy? Gia thế làm sao? Mọi người muốn hỏi là em chân gắn lò xo hay gì vậy? Đây, bốn lò xo lần đây nè. Để em hỏi cho mọi người bất cười quá à. Thì mọi người muốn hỏi dạ. Em ở đâu tới và tên gì? Không ai hỏi tên luôn. Hỏi vô cái hợp đồng giùm tôi đi ông ơi. Hỏi cái vụ mà thuê 20 triệu chị. Mọi người hỏi thì em xin trả lời. Em á, tên là Thùy Dương. Quê em là ở đảo Phú Quý. Nhà em sản xuất nước mắm, nhà em có nguyên cái xưởng bự lắm. Mà tất cả mọi người dân ở đó đều đến đó làm cái xưởng của em. Là sản xuất nước mắm nguyên chất. Nước mắm gì cái màu lợn nhớt vậy? Dạ thì bình thường nước mắm người ta là màu đậm đặc, màu hơi nâu đậm đúng không? Còn em là nước mắm mới, thương hiệu mới. Và ở trong đây nè, anh biết là không còn mùi nước mắm nữa. Hả? Hey. Nước mắm ngon nhất là có mùi nước mắm. Ừ. Mà bây giờ không còn mùi nước mắm. Không, cái này mình chưa phải thử mới biết. Mình thôi cũng... thôi. Dạ bây giờ là Lừa đảo. Đúng rồi. Lừa đảo chứ nước mắm không có mùi nước mắm là nước gì. Bây giờ nè, cô em mở ra uống nửa chai tôi mới tin. Nước mắm ai mà uống anh sao á, cái này người ta mắm mới à, ăn cơm anh ơi. Nhưng mà cái nước mắm của em là bình thường á, có nhiều người không có chịu được mùi nước mắm, giống như người nước ngoài á, người ta đâu có nghe được, đâu có chịu được mùi nước mắm của mình đâu, nên em làm công nghệ mới là mất cái mùi nước mắm. Vậy đó là có mùi gì? Chuyển thành mùi nước hoa. Ủa mà chị lấy xịt được? Dạ đúng rồi. Nè mọi người ơi, mọi người nghe là thấy cái mùi lừa đảo đúng không? Đúng vậy, sặc mùi lừa đảo. Không, em nói thiệt. Nước mắm là trên thế giới là mùi nước hoa hết. Không lẽ bây giờ mỗi lần muốn đi đám cưới là phải chạy ra tiệm tạp hóa mua chai nước mắm về xịt? Vô lý. Không, em nói thiệt. Mọi người ăn thử nước mắm của em đi, sẽ cảm giác hoàn toàn mới. Vị mới, hương vị mới mà. Ăn vô nói chung là chị nấu là anh sẽ nhớ. Thôi. Cái này là dạng như cha mẹ làm khổ cực á, cha mẹ làm thầy mà con đốt sách á, nói bậy bạ đó. Trời ơi, ba anh chị không tin, nhưng mà thôi, tin hay không thì cũng không sao hết. Nói tóm lại, tôi nói cho cô nghe nè, cô gái, cô nên dọn đi chỗ khác đi, cái chỗ này nó không hợp đâu, 20 triệu là rất mắc. Không có. Tại vì á, cái cô chủ nhà nói em là tại vì cái quán cà phê này nè, bán ế dữ lắm, không có khách. Nên cổ đồng ý cho em thuê lại 20 triệu một tháng, em trả 5 năm luôn. Ủa, em nói em thuê nhiêu? 20 triệu một tháng mà em trả 5 năm luôn. Thôi, trời ơi trời, nó tốt rồi mắc đó. Cái giống gì mà cô không bán ở ngoài cái đảo của cô đi rồi chui vô đây bán cái gì vậy? Tại vì em bị say sóng á, em không ở trong đảo được. Hợp đi. Bây giờ không cần nó biết nó bán nước mắm hay nước tương hay nước hoa gì hết trơn á. Nhưng mà nó bước vô đây mà nó mướn 20 triệu, 5 năm là coi như là mình mất chỗ. Không biết nó có lỗi không chị của nó, nhưng mà mình mất chỗ bán là mình bơ vơ.
vừa qua thương thảo năn nỉ làm sao mà nó đừng có mướn nữa là mình thành công. Thôi thôi thôi, nghĩ sao mà năn nỉ vậy? Làm lớn chuyện lên luôn chứ. Lớn chuyện là nó mướn luôn rồi mình ăn cám hả? Phải, bây giờ em nghĩ gì nè, làm sao mà mình bán vậy, cái cổ để thêm cổ bán thêm luôn mới được. Mình vừa lời được tiền mà nhà mà mình còn bán được hàng nữa. Đây. Anh áo trắng ơi, anh áo trắng. Nghe em nè. Ồ, gọi tôi hả? Dạ. Anh thuyết phục mọi người cho em thuê đi, rồi em thuê anh lại, em trả anh 50 triệu một tháng. Anh về đây anh quản lý cho em cái xưởng này luôn được không? Tôi không cần tiền đâu. Không cần tiền gì hết trơn. Vậy anh thuyết phục mọi người giùm em đi. Để tôi đi thuyết phục cho nha. Ôi tự nhiên ở đây cái mặt thông minh lắm, tôi đi qua bển qua sân mặt ngu liền luôn vậy trời. Cho anh cái mùi nước mắm đó. Không có. Anh thấy em nói đúng không? Mình cứ bán cà phê, cổ cứ bán nước mắm, mình gộp chung vô tiền nhà mình đâu có phải đóng, mình còn lời thêm 5 triệu nữa. Trời ơi, cô bị sản rồi kìa, cô lấy nước mắm của chấm như nước tiệm mắm. Tiệm cà phê á là bán kèm bánh nè, kèm trái cây nè, kèm đồ ăn nè, chứ không có kèm cà phê là bán kèm nước mắm mà nó sức như đúng rồi vậy chứ. Con nhỏ này bị tâm thần rồi. Mình phải mới anh, mình phải mới. Người ta chưa làm mình phải làm. Bây giờ không biết nó tỉnh hay nó mê, nhưng mà bà chủ nhà kêu nó vô tới đây là đúng rồi nè. Rồi nó nói nó mướn lại 5 năm. Bả sẵn sàng bỏ ra một số tiền, bả đền hợp đồng cho mình thuê có 1 năm chứ mấy. Cũng tại chú. Ngay từ đầu là tại chú. Tại sao? Chú tiếp người ta làm chi? Rồi chú này nọ tặng quà cho người ta cái rồi. Nhắc tới là nổi điên. Bạn vô bạn ói lên người tôi thấy bạn mệt. Thì tự nhiên tôi không biết lúc đó ai làm gì tôi nữa, thì cái đầu óc tôi bấn loạn tùm lum hết đó. Cả nhà ơi, mình họp gia đình xong chưa? Em nói với cô chủ nhà là em cho mọi người một tuần á, rồi mọi người cứ dọn dẹp thoải mái. Qua bển uống hết chai nước mắm đi, bên này tao họp xong. Chị Dương ơi, gia đình em bạn nhau vậy nè. Bây giờ không mấy á, chị để 1 năm sau chị mướn nha. Tại vì gia đình em dù gì cũng lỡ nhưng trả tiền rồi. Dạ. Đâu có được, không có được. 1 năm sau là nước mắm của em nó bay mùi hết. Thôi bây giờ tụi tôi cứ bán cà phê vậy. Xong rồi cô Dương bán chung nước mắm luôn được không? Cái sao được? Trời ơi, vô quán cà phê tự nhiên cái có mùi nước mắm. Em cũng thấy cũng tội nghiệp mấy anh chị. Thì bây giờ em sẽ xin là lấy lại một góc thôi cũng được. Nếu mà bây giờ để mấy anh chị dọn dẹp đi rồi tiền đầu tư thấy cũng tội nghiệp, nên em sẽ lấy lại một góc thôi. Mà em sẽ trả một nửa tháng tiền nhà cho mấy anh chị. Nửa tháng là cũng tiền từ nước luôn 10 triệu á. 10 triệu á? Ủa mà sao con bé này tự nhiên ở đâu vô tốt vậy? Mình đang có thời tới. Mình đang hên lắm. Anh không biết cái gì hết trơn. Mày thấy cái đề được cái mặt mày sưng lên hả? Em không có sưng, em ôm nhờ ôm nhắc cho anh làm sao. Khoan đã, thì đâu có ai dễ cho không ai. Đúng rồi, cái gì mà tự nhiên đến là tầm bậy tầm bạ không ơi. Đừng có nghĩ xấu cho người ta mà thiệt á. Chứ cái gì mà dễ gì, tự nhiên có một góc mà chịu nửa một tháng, nửa tháng tiền nhà. Tại vì chị giàu thôi. Ta không có biết, hiểu không? Thôi, ta không có đếm xỉa mấy đồng tiền lẻ giống như nhà mình đâu. Ê, tôi thấy từ khi bà xuất hiện là cái quán anh tự lưa hết trơn đó nha. Lưa gì? Trời ơi, tôi là ân nhân của quán này nha, chưa trả tôi một miếng ơn nào hết mà ăn nói vậy đó. Rồi vừa tới con nước mắm, nước bông này nữa. Dần sao mọi người không chốt lại cho người ta đi kìa. Mấy anh chị suy nghĩ xong chưa? Không, em đổi ý á. Không, bây giờ vậy nè cô ơi. Dạ. Cô nói là cô đặt cái gì ở đây? Em đặt một cái bục thôi. Một cái bục đựng mấy chai nước mắm mẫu của em ở đây thôi. Rồi, tháng 10 triệu. Không, một tháng 10 triệu không chịu. Vậy gì? Cô nãy mới nói mà. Em muốn đưa 15 triệu. Con này nó có bị tâm thần không vậy? Thời nó tới hơi quá không hay phải, sao? Phải, 5 triệu đó là để dành cho anh áo trắng á. Mỗi lần mà có khách mà em chưa có ở nhà, anh tiếp khách giùm em. Ôi, vô. Đúng anh? Vô. À, tôi cũng biết tiếp khách có thể... Khỏi luôn, anh ơi yên đó. Được chứ, được. Rồi, bây giờ vậy, đồng ý, 15 triệu. Rồi, chừng nào bắt đầu khai trương? Thì em rảnh lắm. Bây giờ chỉ cần là em về đảo em lấy nước mắm mẫu em vô là em khai trương liền. Đồng ý, 15 triệu. Rồi có thằng em nó lo cho sắp xếp rồi tiếp khách. Bây giờ thôi về đi, về lấy nước mắm gia đình đi. Rồi ra đây rồi sắp xếp nha. Dạ, rồi. Rồi, về đi nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hay là bị cháy đi. Trời ơi, hên mày phụ ơi, nhỏ con gái tôi sắp xếp đi. Nè, lo cho cô Điệp đi. Đó, giờ cô buồn luôn rồi kìa. Có thêm hả đối thủ mạnh tới đây rồi. Tôi bán cho mọi người thử đi. Trời ơi,
thử nước thơm không? Thử đi chỗ người ta, đằng nào người ta thích làm chung với mình rồi.